Ở tuổi 65, ông Trọng vẫn giữ nếp quen định hình từ hơn 30 năm qua. Hễ mặt trời ló dạng là rời nhà. Nơi đến là khu rẫy, để rồi tiếp tục làm một việc mà ông đã làm suốt hơn 30 năm qua. Ở đây đá nhiều hơn đất. Đã dùng đất đất hoang, người ta đã tới bỏ, người ta đi, rồi biết bao nhiêu người tới bỏ đi, nhưng mình thấy thử sức. Vậy là ông Trọng bắt đầu một công việc mà không phải ai cũng làm được. Chỉ có đôi tay cùng với cuốc chim, cuốc bàn, cứ thế moi hết lớp đá này đến lớp đá khác. Ngày mưa cũng như tháng nắng, chỉ một mình ông âm thầm, ban ngày thì moi đá, chiều tối thì gom đá, gánh đá. Hàng triệu viên đá moi ra khỏi đất, nhiều đến nỗi ông đã chọn cách xếp thành bức tường như thế này. Bức tường đá cao hơn đầu người, dài hơn 1.000 mét, với người dân trong vùng là điểm đặc biệt nhất ở nơi này. Làm ngày làm đêm để bới đất, bới đá lên để lấy đất để trồng trọt những cây hoa màu ngắn ngày, nuôi cây dài ngày. Hiếm người được như anh ấy, mà chúng tôi và nhiều người khác muốn học tập anh đó. Sau hơn 30 năm, giờ thì ông Trọng đã bước qua những tháng ngày nhọc nhằn nhất. 4 hecta rẫy được ông moi đá ra khỏi đất, giờ thực sự màu mỡ, và ông thì luôn giữ sinh kế gắn liền với đất. Cơn sốt đất bủa vây vùng quê, nhưng với ông Trọng, đất canh tác không thể không giữ. Cái đất đai là cái phương tiện tốt nhất của người nông dân mà. Đó. Cái chuyện đó là dĩ nhiên rõ ràng luôn. Nên mình cố gắng mình giữ, mình quý, mình coi nó như một đứa con tinh thần của mình. Khi đến nơi này, gặp gỡ người nông dân này, ai cũng nhận ra rằng một khi đã nặng lòng với đất, một khi có ý chí và lòng kiên trì thì những vùng đất hoang rồi cũng được hồi sinh.